Đây là chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM từ 11 giờ khuya đến 12 giờ khuya từ thứ Hai đến thứ Sáu. Toàn ban phát thanh Sóng Vui Radio xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Sống Vui hôm nay thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014 gồm tin tức và thời sự. Giới thiệu ngày hội thảo thương mại tại San Jose do công ty Stem Cell Tế bào gốc và Tế bào da. Trở lại phần tin tức và thời sự, cuối cùng thưa quý thính giả, tiết mục ca dao tục ngữ, phụ trách bởi chị Bùi Bích Hà. Mở đầu phần tin hôm nay chúng tôi gồm... Thưa Bùi Bích Hà ở miền Nam California. Và Vũ Trung cũng từ miền Nam California xin trân trọng kính chào quý thính giả của hai miền Bắc và Nam California. Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin thời tiết ngày hôm nay tại quận Cam của chúng ta. Buổi sáng bắt đầu khá là mát mẻ với 69 độ, nhưng mà thưa quý thính giả, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa là 87 độ, buổi tối là 64 độ. Ngày thứ Bảy 87, 64 giống như ngày hôm nay, và Chủ nhật thì nhẹ xuống một tí 82, 63. Và tuần sau, thưa quý thính giả, chúng ta vẫn có một tuần lễ bắt đầu với con số 8. Hiện bây giờ độ ẩm là 73% và chỉ số UV là 3, tương đối cũng khá cao. Trời nắng nóng và gió Tây Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Buổi tối trời trong nhưng đến khuya thì có mây rải rác và gió Nam, Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Tình hình thời tiết của San Jose thì lại khá khác biệt về độ ẩm. Thưa quý thính giả, gần như là chênh lệch gấp đôi. Ở San Jose, tỷ lệ cao hơn 70%, nhưng riêng ở quận Cam và vùng Los Angeles, cũng như lân cận thì độ ẩm chỉ là 35%, gió thì 6 dặm 1 giờ, và nhiệt độ ngay bây giờ là 80 độ F, thưa quý thính giả. Ban đêm nó chỉ còn có 55 độ mà thôi. Và cuối tuần này, tức là Chủ nhật, thì ban ngày là 81 độ và ban đêm là 57 độ. Nhắc đến ngày Chủ nhật là đây là cái thời tiết khá đặc biệt, bởi vì trong ngày Chủ nhật 22 tháng 6 này sẽ là một ngày mà công ty Stem Cell, một cái công ty bảo trợ cho chương trình Sống Vui, sẽ tổ chức ngày hội thảo tại Angel Beauty ở trong khu Grand Century Mall. Vâng, thưa quý thính giả, sáng nay chúng tôi có lướt tin thì thấy là có những cái tin cũng khá là quan tâm trong cái mùa hè. Thưa các bạn, gọi là survey đó, tìm hiểu đưa ra 6 cái ngành nghề, thưa quý vị, được xem là sốt dẻo, là nếu mà các em tốt nghiệp các cái ngành này trong mùa hè năm nay thì các em sẽ tìm được việc rất là nhanh chóng và vẫn còn trong một thời gian dài. Nếu các em chuẩn bị học những ngành nghề này thì vẫn là những ngành nghề không bị đe dọa bởi sự tiến bộ của kỹ thuật tin học. Thứ nhất là, thưa quý thính giả, cử nhân về tài chính, Bachelor in Finance. Và thứ hai là cử nhân về computer science, thì đương nhiên rồi, đó là cái vấn đề thời cuộc, nhưng mà cũng vẫn đứng sau cái tài chính. Và thứ ba là cử nhân về tiếp thị, Bachelor in Marketing, rất là quan trọng, bởi vì một cái xã hội mà theo đuổi thương trường và tiêu dùng như xã hội Mỹ thì cái vấn đề mà tiếp thị là vấn đề quan trọng hàng đầu, bởi vì nếu mà hàng không chạy, tiền không vào thì chắc chắn là sẽ bị tê liệt ở những cái khâu sản xuất. Và thứ tư là accounting, vấn đề kế toán. Và thứ năm, thưa quý vị, là healthcare administration, tức là quản trị hành chính về lĩnh vực sức khỏe. Và sau cùng là bằng cử nhân in business administration, quản trị về hành chính và thương vụ. Cái ngành business là ngành mà con em chúng ta nếu mà không có một cái năng khiếu đặc biệt nào thì thường thường hay lựa chọn xem như là cái ngành mà dễ học, nhưng mà cũng phải nói là cạnh tranh rất là cao trong khi kiếm việc. Nhưng mà bây giờ bởi vì chúng ta đang có cái thị trường, cái business nó phát triển, cho nên là các em nếu mà xuất sắc về nhiều phương diện vẫn có thể lấy được việc dễ dàng. Và có ba cái việc mà, thưa quý thính giả, nay mai sắp đi vào hoàng hôn, là cái nghề thứ nhất là chúng tôi cũng rất là thương quý những người mà anh Trung biết ngày xưa mình nhớ sửa đồng hồ đó, có những cái tủ kính nho nhỏ trên lề đường đó. Và bây giờ thì chúng tôi không dám nói đến TikTok là một cái nơi mà sửa đồng hồ chuyên nghiệp cho một vài cái nhãn hiệu đồng hồ mà họ đại lý thôi, thì nó sang trọng quá thì mình không nghĩ đến. Nhưng mà tôi có những cái người thợ đồng hồ ở thỉnh thoảng những dọc phố, tôi hay nhờ Huy Tường thì thay pin, anh Trung rất là dễ thương. Thì sợ rằng là những người đó sẽ không còn cái nơi để hành nghề nữa, bởi vì nếu mà ngày nay mà tôi có đeo đồng hồ thì tại vì là tôi không có sử dụng cái smartphone thường xuyên. Và anh Trung nếu có đeo đồng hồ là vì anh đeo đồng hồ vì nó đẹp,
nó như một cái thứ trang sức ấy, như là một cái đôi khi là antique, anh muốn làm cái collection ấy, về đồng hồ, chứ thực sự cái nhu cầu đồng hồ ngày nó càng giảm đi là bởi vì ai cũng muốn nhìn đồng hồ rất là nhanh ở trên cái smartphone, bấm là có giờ liền, thành ra cái đồng hồ sẽ lui vào bóng tối, ngoại trừ cái nhu cầu về trang trí cũng như là một cái nhu cầu mình nghĩ là nó một cái thói quen người ta muốn giữ, nó sẽ không có nhiều, cho nên những người thợ sửa đồng hồ trên hè phố chắc là sẽ không còn cơ hội. Và những người gì anh Trung biết là những người ướp xác, tức là những người làm cái nghề mà khi mà một người quá cố mà để ở nhà quan đó, và trước khi để cho viewing đó, thì cái người đó sẽ tắm táp, thay quần áo, tẩm hương liệu, rồi tô vẽ cái khuôn mặt cái người quá cố cho nó vẫn còn chút cái tươi mát của đời sống, ví dụ như vậy. Thì cái nghề đó cũng sẽ tàn lụi, là bởi vì càng ngày ta càng có khuynh hướng là thiêu, mà cái đời sống bây giờ nó gọi là moving around, mọi người di chuyển dễ dàng lắm. Có khi vì công việc, có khi vì sở thích, có khi vì thời tiết, bất cứ cái gì. Thành ra càng có khuynh hướng là đi vào cái chỗ người ta thiêu. Cho nên cái nghề mà gọi là cái gì, anh Trung chăm sóc thi hài, cái người quá cố là cũng sẽ lùi vào bóng tối. Và cái nghề này anh Trung đã từng làm rồi, mà anh bước chân ra rất là mau. Cái nghề gì anh biết rồi phải không? Các bưu tá viên. Và thư ký ở bưu điện. Là vì ngày thì cái khuynh hướng mà gửi email nó càng lấn lướt, và cái không có những cái dịch vụ để cho bưu điện có thể có phát triển được nhiều, thành ra cũng sẽ nếu mà nói như chị Hà thì rất nhiều cái lĩnh vực, cái nghề nghiệp trong đời sống ngày xưa bây giờ không còn thích hợp với ngày nay nữa. Giống như ngày xưa chúng ta nói đến cái chuyện gọi là đi sửa carburetor, bộ chế hỏa khí của xe, thì bây giờ bộ chế hỏa khí của xe không còn sử dụng cái carburetor nữa, mà nó tất cả trở thành điện tử hết. Và nhiều nữa thưa chị. Ngày xưa chúng ta ở miền Nam nghe là quần áo để đi hấp tẩy nỉ xẹt. Đúng rồi. Thế ngày hôm nay thì cái hấp tẩy nỉ xẹt nó vẫn còn cái dạng nó gọi là cleaner. Đúng nhưng rồi. Mà nó lại không có cái kiểu như hấp tẩy nỉ xẹt. Dry clean. Đấy. Nè, bây giờ nếu có hỏi anh Huy Tường là người giỏi chữ Việt, mà đặc biệt là chữ Việt của miền Nam, chữ xẹt là gì? Chữ hấp tẩy nỉ xẹt. Thì anh có thể hiểu ba chữ kia, nhưng mà chữ sẹt thì khó, ai có thể nói ra cái chữ đó chữ gì. Hình như là sẹt là cái tiếng mình đọc tiếng Việt của một cái loại hàng hồi đó nổi tiếng, các ông hay may vest đó anh Trung, hàng sẹt đấy, tôi nghe nói như vậy đó, nhưng mà mình không biết là cái chữ nó viết spelling thế nào, tôi không có nhớ rõ, nhưng mà có một cái loại hàng, nếu anh hỏi những người bạn thợ may họ vẫn nhớ đấy. Và khi nào mà mặc sẹt thường thường là quần rất là thẳng nếp, và mặc comple đó thì may bằng sẹt. Thế cho nên là nỉ, anh biết rồi, nỉ tức là flannel đó, tức là cái hàng dạ mong mỏng đó. Đó thì đó là những cái hàng đặc biệt, bởi vì phải hấp tẩy thôi, tức là phải dry clean thôi, chứ không có giặt được, không giặt nước được. Tôi nhớ khoảng hơn 10 năm trước đây, khi mà thực hiện một cái thông tin thương mại gọi là quảng cáo á, thì cũng là tiệm cleaner, nhưng mà họ chỉ gọi là hấp tẩy nỉ sẹt trong vòng 24 giờ đồng hồ thôi. Thế thì thay vì mình dùng chữ quảng cáo one hour cleaner, thì 1 giờ hấp tẩy nỉ sẹt, 1 giờ 60 phút tẩy sẹt hấp nỉ. Anh Trung nhớ ngày xưa Việt Nam mình mà hấp tẩy nỉ sẹt đó thì là phải là cái dịch vụ nó khá đặc biệt. Thường thường mình giặt là giặt ở nhà, nhưng mà ở đây thì thậm chí ở nhà có người cũng có chỉ giờ để mà giặt. Thế cho nên là đưa đi giặt, nhưng mà khi nào anh muốn người ta giặt mà theo cái kiểu bình thường là giặt nước đó, thì anh phải nói rõ cái này là giặt nhá. Đó, thì là họ mới giặt, còn nếu không họ hấp tẩy thì dẹt hết. Có những cái hàng mà mình cần phải giặt là bởi vì những cái stain đấy anh Trung, mà cái hàng cho phép mình giặt thì tại sao mình không giặt, mà bây giờ giặt thì đắt hơn là hấp tẩy. Đấy, nó tùy theo cái từng cái địa phương một như vậy. Và anh có nhớ là khi mà cái người chồng thứ bảy của bà Elizabeth Taylor mà phải ly dị đấy, anh thợ hồ đó, Carpenter. Vâng, anh thợ mộc. Dạ, anh là mason, thợ nề. Thế này anh chứ không phải tên mộc. Thì anh ấy bảo rằng là với cái trợ cấp mà 7.000 mấy của bà thì anh không thể sống được, bởi vì riêng cái tiền dry clean của anh đó mỗi tháng đã 5.000 rồi, thành ra không thể nào mà sống với cái trợ cấp mà 7.000 mấy thì sống được. Anh đòi cái tiền gọi là cái gì anh Trung nhỉ, alimony hả? Trợ cấp phu quân. Trợ cấp cho người phối ngẫu. Không có phương tiện để sinh sống. Dạ, nói phu quân cho nó ai chị. Dạ. Có nhiều bà trong hội Trưng Vương Gia Long. Dạ, chúng tôi luôn luôn cảm ơn phu quân của tôi đang ngồi ở dưới kia. Nếu không có phu quân thì chúng không có đời tôi ngày hôm nay. Dạ, cái chữ phu quân và phu nhân đôi khi... thưa quý vị thính giả, đá bóng đã trở thành một cái thảm trạng cho 5 người dân vô tội Kenya. Những người mà yêu chuộng đá bóng. Số là ở đất nước Kenya...
ở lục địa Phi Châu. Quê hương của Tổng thống Obama đấy. Dạ vâng. Thưa, trước đây khoảng năm ngoái thì ở trong một cái thương xá lớn tên gọi là Westgate Cổng Tây đó, thì đã có một cái nhóm kháng chiến, nôm na là thuộc nhóm khủng bố của Al-Qaeda. Tên của họ là Al-Sabat. Họ đã nhào vào cái khu thương xá này và bắn chết nhiều người. Thế ngày hôm qua thì họ đã tổ chức thành một cái chiến dịch. Họ đi vào những nhà hàng, những khách sạn, những trạm xăng, họ đi vào ngân hàng, họ đi vào cả trạm cảnh sát nữa, và ngay cả những văn phòng của chính phủ nữa. Và tại những cái nơi công cộng như thế thì là những cái người dân Kenya đang thưởng thức đá bóng World Cup ở Ba Tây bây giờ, thì họ xả súng bắn. Và cuối cùng lực lượng an ninh, tức là quân đội á, cũng đã phải can thiệp vào, nhưng mà không hiểu vì liệu có nhanh chóng lắm hay không. Mà cuối cùng thì đã xảy ra, tổng cộng người ta ghi nhận là 5 người chết trong cái chiến dịch này. Thưa quý vị, đây là những cái hình ảnh mà khủng bố, họ có thể họ lợi dụng bất cứ những cái sơ hở nào của cái giới chức an ninh. Nếu mà không tấn công được cầu trường đó, thì tấn công những cái nơi mà xung quanh người ta đi xem để mà sát hại những người mê bóng đá. Những cái nhóm mà đang dân người đang xem đá banh đó chị. Vâng. Thế thì nhào vào nó bắn. Anh nói đúng, đó là những thường dân vô tội thôi. Dạ. Thưa quý vị thính giả, đó là những cái tin trước mắt liên quan đá bóng. Ngày hôm qua thì chúng tôi có nhờ Huy Tường, bởi vì nó là cái bản ngày hôm kia chứ, phải không chị Hà? Là cái bản tin đặc biệt mà đặt tên là bản tin do hai con gà trống Huy Tường của chúng thực hiện đó. Thiếu chị Hà thì có hỏi về anh Tường, anh trình bày dùng cái tin tức đá banh nha. Vừa vô mắt anh đỏ lòm đêm thức khuya chị. Tôi là cái đinh ninh thức khuya là coi đá banh. Tường nói Tường quên, chưa bỏ cái app vào trong máy. Thành ra anh Trung hỏi cái là chỉ thấy trắng xóa một màu thôi, không nói được. Thì tình hình đá banh ngày hôm nay sao anh Tường? Hôm nay thì Costa Rica thắng Ý đại lợi đó, Italy 1-0. 1-0. Thắng cho đến giờ phút này thì phút thứ 44. Cho đến giờ phút này thì những cái đội nào có thể hy vọng vào vòng chung kết thưa anh Tường? Đã có những cái đội mà được... Còn sớm quá không, để nói phải không? 1/16 anh. Dạ, 1/16. Cái vòng này á, cái vòng... Nguyên một cái vòng đá banh này nó kêu là vòng chung kết. Rồi trong cái vòng chung kết này thì bắt đầu mới vô phòng vòng 1/16. Rồi 1/... Đúng rồi. Rồi sau đó thêm một lượt nữa, xong rồi mới vô trong... Em nói là vòng chung kết chỉ sợ là có sự hiểu nhầm. Tức là một cái vòng để bắt đầu... Như anh Trung hỏi đó, xác định xem những đội nào có cái tiềm năng sẽ vào chung kết. Chung kết thì chỉ có 16, 1/8, 1/4 như em nói đấy phải không? Yeah. Nó thu nhỏ dần dần, nó loại dần dần ra những cái đội nào mà không đủ tiêu chuẩn. Yeah. Thì đây là cái vòng, thì nói chung là bắt đầu qua cái vòng sơ kết đó, thì mình... Nói tóm lại chỉ còn có Hà Lan có hy vọng. Hà Lan là chắc chắn được vô 1/16, vô vòng trong rồi đó. Rồi bằng nước nào nữa? Em hỏi cái app của em đi. Nhưng mà cái vòng khi mà tất cả những các nước trên thế giới mà về ba tay đá đó, là cái đó người ta kêu là vòng chung kết rồi. Vòng chung kết giải của túc cầu thế giới. Rồi trong cái vòng chung kết đó bắt đầu nó mới phân ra nữa. Tức là em muốn nói là đội tuyển của từng quốc gia đó mới được gửi đi tham dự đúng không? Tại vì trước khi đó họ phải đá vòng loại chị. Đá vòng loại vùng. Dạ đó. Rất vậy. là lượt đi lượt về rất là gây go. Không, nhưng mà mình đang hỏi chuyện nhau, mà thính giả đang chú ý coi cái trận này là ngoài Hà Lan ra còn nước nào 3, nữa, 3-4 đội sẽ vào, xong rồi bắt đầu còn hai đội cuối cùng. Còn chắc là không phải hết tuần này rồi mới biết được, tại vì mỗi một đội ít nhất đá phải 2 trận đến 3 quá. Trận vâng. Những đội nào mà đá 2 trận mà thắng 2 trận liên tiếp là được 6 điểm thì chắc chắn là bước vào vòng trong. Còn những cái đội nào mà nếu mà hòa hoặc thua là coi như là thấy xong rồi đó. Mình còn tới 3 tuần nữa mà anh Trung. Còn nhiều. Nói chung là Hà Lan. Anh hai tường biết được là Hà Lan thắng 2 trận rồi thì được vào vòng vòng biết, trong. Anh biết giống như tôi biết rồi. Anh biết hơn đấy. Xin lỗi quý vị, tại tôi cứ chủ trương không ăn hiếp ai được, chị Hà là không rồi đấy. Chỉ có ăn hiếp được Huy Tường. Chúng tôi sẽ trở lại phần tin tức sau một vài phần thông tin thương mại và mời quý vị theo dõi tường trình về sinh hoạt STEM giao tại San Jose vào ngày 22/6 chủ nhật này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose.
và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM. Mọi chi tiết về thương vụ quảng cáo, xin liên lạc 1-800-785-8077, 1-800-785-8077. Quý thính giả muốn nghe lại chương trình này xin vào website sóngvuiradio.com, sóngvuiradio.com. Vào lúc 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa Chủ nhật 22 tháng 6, công ty Stem Cell Tế bào gốc, Stem Cell Tế bào da sẽ tổ chức buổi hội thảo tại tiệm Angel Beauty trong khu Grand Century Mall đường Story để giúp quý đồng hương tìm hiểu về hai sản phẩm nổi tiếng tăng cường sức khỏe, hiệu quả và làm đẹp làn da nhanh chóng. Stem Cell Tế bào gốc, mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền và serum Stem Cell Tế bào da, hai lần một ngày má hồng da trắng. Tham dự hội thảo, quý vị sẽ được nhận hàng mẫu serum stem cell tế bào da và cơ hội trúng xổ số rút thăm vào đúng 1 giờ trưa cùng ngày với hai vé máy bay đi chơi Las Vegas. Chi tiết về ngày hội thảo này, Chủ nhật 22 tháng 6 tại Angel Beauty trong khu Grand Century Mall, đường Story. Xin quý vị liên lạc 1-855-617-4074, 855-617-4074 hoặc vào trang nhà www.timlaituoisuan.com, timlaituoisuan.com. Thưa quý thính giả, trong phòng phát thanh hôm nay chúng tôi có Rachel Nguyễn đại diện cho công ty Stem Cell Tế bào gốc và Stem Cell Tế bào da. Nhưng đặc biệt trên đường dây thì chúng tôi lại có hai người đại diện cho tiệm Angel Beauty ở trong khu Grand Century Mall. Ở trên khu Grand Century Mall là một cái khu vực có một cái thương xá phải nói là khá lớn, không những lớn, đẹp nhất, yeah. Đẹp hơn cả vùng Little Sài Gòn nữa, là bởi vì Grand Century Mall nó nằm tọa lạc trên một con đường khá lý tưởng. Cái đường ấy tên là đường Story. Mình nói đây để mình trình bày cho quý thính giả ở dưới vùng quận Cam biết là ở trên San Jose phía bắc của chúng ta có một cái mall đẹp lắm, đẹp hơn cả cái mall mà nhiều người biết là Phước Lộc Thọ dưới này. Là bởi lẽ đơn giản là Phước Lộc Thọ là một cái mall xây quá lâu rồi, cho nên cái sự up gọi là nâng cấp của nó không bằng một cái mall mới xây sau này. Thưa quý vị, trên đường dây chúng tôi có anh Minh Trung và đồng thời có phu nhân của anh là chị Đào. Hai giọng nói khá đặc biệt, là những người buôn bán giỏi nhưng mà buôn bán theo cái cách mà mộc mạc, chứ không có môi và lưỡi chủ trương cái đó. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt nữa của anh Minh Trung và chị Đào là cả hai người đều cùng biết ca. Trong chốc lát thì chúng tôi, ngoài những cái tin tức chính thức về cái sinh hoạt của Stem Cell tại cửa hàng của anh chị, thì chúng tôi sẽ có nhiều điều để nói chuyện với anh. Hy vọng là anh sẽ hát và ca. Mời mình Rachel. Rachel xin thân ái chào tất cả các anh chị và xin thân ái kính chào quý vị ở vùng Bắc California. Cuối tuần này vào ngày Chủ nhật ngày 22 tây sẽ có một cái buổi hội thảo do công ty Stem Cell Tế bào gốc Tế bào da tổ chức ngay tại cửa hàng của Angel Beauty. Thì đây là một cái vui anh chung là Angel Beauty hầu như làm việc với công ty cũng khá lâu, cho tới khi ngài thợ ban đầu với công ty. Và đây là một trong những người đại lý mà Rachel phải nói là rất mến khi làm việc chung cả hai anh chị. Xin mời anh. Chị nói là chị rất mến anh Minh Trung và chị Đào. Chị mến là bởi vì mua hàng của công ty nhiều hay là chị mến vì cái lý lẽ nào khác? Cái mến đây nó nằm trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, là về trong một cái phương cách làm việc, trong một cái cá tính của tất cả mọi người. Điều đó là một cái phương cách mà làm cho Rachel làm việc một cách nó thoải mái mà dễ dàng hơn. Yeah. Wow. Thưa anh Trung và chị Đào, có nghe rõ không ạ? Nghe rất rõ. Wow. Dạ, trước tiên anh Trung xin hân hạnh tái ngộ cùng quý khán giả của chương trình Radio Sống Vui. Xin kính chào anh Vũ Trung cũng như chị Rachel. You have reached the maximum time permitted for recording your message. If you are satisfied with your message, press 1. Hello? To erase and re-record, press 3. Hình như là cái làn sóng nó bị lạc hay sao đó, nghe có cái âm thanh của người Mỹ họ vào đấy. You have reached the maximum time permitted for recording your message. Dạ vâng, xin lỗi anh, tự nhiên có người Mỹ họ lọt vào trong cái này, anh nói đúng đấy. Cái người Mỹ này nó hơi kỳ đấy, mỗi lần mà nghe cái chương trình gì mà hot là bắt đầu nhảy vô à.
Chắc chắc mà anh bằng bên kỹ thuật cấp cắt cái đường dây của anh Minh Trung ngay bây giờ và hai đường dây hết và reconnect lại hai đường dây giùm em. Vâng, chúng tôi rất tiếc là chúng tôi sẽ trở lại với quý thính giả ngay sau khi nối lại đường dây. Thưa quý vị, là rõ ràng thứ nhất có hai ông đáng sợ nhất là ông tổng đài. Cái lúc nào mà ông đang hot hot, ông nhét quảng cáo của ông vô, ông nhét cái giới thiệu thân nhân nhân thân của tổng đài 1430 vô. Cái thứ hai, khách quý gọi vô là bắt đầu ông nhảy vô, ông nói là ông record. Thưa quý vị thính giả, đó là những cái bất ngờ nó xảy ra trong cái nghề nghiệp làm phát thanh. Dạ, chúng tôi lại có một chuyên viên âm thanh tốt nghiệp master ở Đại học Hà Nội, Huy Tường, thành thực ra đôi khi vẫn có cái trục trặc xảy ra. Không biết là anh chị có trở lại trên đường dây chưa hả anh Huy Tường? Dạ, dạ trở lại rồi ạ. Dạ, xin mời anh. Dạ, hôm nay thì có cả bà xã của Minh Trung ở đây, cho phép Minh Trung đưa cho bà xã gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Sống Vui. Dạ, anh chào xin thân ái kính chào quý khán giả của đài 1430. Và chào chị Rachel và anh Vũ Trung. Dạ, chính là chị. Thì vào ngày chủ nhật này ở tại tiệm Angel trong khu Regency Mall, địa chỉ là 1111 Story Road, suite 1024, San Jose, Cali 95122, 408-297-1688, 408-297-1688. Thì có cái này để cho ông xã của em chào nói đi. Khôn, khôn thì chị Đào rất là khôn. Nói chung là cái ngày 22 tháng 6 tức là chủ nhật tuần này đó, thì tại Angel Beauty có một cái buổi hội thảo về vấn đề tên treo để cho bà con hiểu thêm và để có được những cái sản phẩm đó, để là nó có cái hiểu biết về cái tác dụng cũng như là những cái hữu hiệu của nó. Và ngày hôm đó đặc biệt là trong ngày hôm đó quý vị đến để mà mua sản phẩm cũng như là để đến để nghe được cái chương trình hội thảo, thì quý vị ai cũng ngay ngày hôm đó cũng vậy mà ngay từ bây giờ cũng vậy, quý vị mua tích kịch để mà mua tên treo thì đều có được tặng tích kịch để sổ số trúng hai vé đi du lịch Las Vegas 3 ngày 2 đêm. Và ngoài ra còn những cái sản phẩm khác do công ty tế bào gốc tìm lại tuổi xuân và Angel Beauty ủng hộ tài trợ. Mong rằng quý vị nghe cái talk show này hãy mau mau nhanh chóng mua thêm sản phẩm để mình dùng. Thứ nhất là có lợi cho bản thân đó. Thứ hai là có được cái tích kịch đó để mà cùng chung vui cái ngày hôm đó, có một cái chút niềm vui chia sẻ cùng với lại công ty cũng như là Angel Beauty. Dạ, xin trả lời cho anh Vũ Trung cũng như chị Lan Trường. Ngoài ra công ty còn có những cái sản phẩm mà sổ số. Ngoài ra trúng giá máy bay đi Las Vegas còn có những cái sổ số lon con nhỏ nhỏ. Khi quý vị nào đến cửa hàng Angel Beauty thì quý vị sẽ đều có cơ hội. Mình không trúng cái này, cái kia, mình cũng được có những cái món quà nhỏ nhỏ do công ty Stem Cell Tế bào gốc đưa ra. Mà đặc biệt hơn nữa, khi quý vị đến tham dự vào ngày Chủ nhật ngày 22 Tây vào lúc 11 giờ cho tới 2 giờ chiều, thì quý vị sẽ, nếu mà quý vị nào đến cái cửa hàng Angel Beauty, quý vị mặc quần trắng hay là áo xanh lá cây hay là bông tai lá cây hay là khăn tròn hay giày màu xanh đến vô trong cửa hàng Angel Beauty, thì quý vị đều được nhận được món quà của công ty, những cái món quà đặc nét mà công ty đã dành cho những quý vị nào mặc những cái bộ đồ đồng phục như vậy cho ngày hôm đó. Anh Vũ Trung, đó là một trong những cái ý tưởng để khuyến khích cho tất cả mọi người có cơ hội trong một ngày Chủ nhật rảnh rỗi, ngoài cái chuyện sinh hoạt của cá nhân ra, ngoài những cái sinh hoạt chung, nhất là trong cái mùa đá bóng này, thì đến để tìm hiểu thêm về sản phẩm của công ty. Mà mỗi một lần, thưa quý thính giả và thưa quý đồng hương, chúng tôi hiểu rằng là mỗi một cái sản phẩm của công ty khi ra thị trường nó đều có cái sự gọi là cân đo đong đếm rất là kỹ, từ cái mặt mẫu mã bên ngoài cho đến cái phẩm chất quan trọng ở bên trong. Và cái phần thứ hai chúng tôi nói là phẩm chất đó là một cái yếu tố quyết định cho sự thành và bại của một cái công ty.
trong những cái giây phút đầu tiên, trong những tháng đầu tiên khi sản phẩm stem cell tế bào gốc ra đời, thì ngay lập tức tại chính cửa hàng Angel Beauty ở trên đường Story, nằm trong cái mall Grand Century, mall mà công ty đã chọn chỉ có một địa điểm duy nhất này mà thôi, trong cái mall này thì đã được đáp ứng một cách phải nói rằng là rất là nhiều. Và có nhiều lần chúng tôi có dịp đến tiệm Angel thì quả thật là cái số lượng tiêu thụ về stem cell tế bào gốc, rồi kế tiếp đến là sản phẩm thứ hai tung ra là sản phẩm về tế bào da dành cho các bà và các ông có những nước da nó cần phải trau chuốt và nó đẹp đẽ hơn, thì đã ngay lập tức đã được đáp ứng rất nhiều. Kế tiếp nữa có những sản phẩm mà có thể gọi là hoa hòe thêm bên ngoài cũng là nhằm mục đích giới thiệu đó, chẳng hạn như là 7 ngày đại mong, rồi tứ quý. Rồi sắp sửa tới đây vào chủ nhật này lại có một cái sản phẩm mà chúng tôi tạm gọi là cu nhị. Trong cái tiếng Anh của sản phẩm nó tên là Regeneration 2. Sản phẩm này có thể nói trước với lại quý thính giả San Jose và Đồng Hương và những người khách sẽ tham dự trong cái ngày 26 tháng 6 này. Thì trong đặc biệt những cái ngày... Dạ, khi ra thị trường nó sẽ là một cái sản phẩm một lần nữa của công ty tạo một sự gọi là ngỡ ngàng, ngạc nhiên và thích thú bởi chính hiệu quả của nó. Nó như là một cái lớp vernis bao phủ và enhancement cái, và làm tốt hơn nữa cái sản phẩm tế bào gốc khi quý vị đã dùng nó. Đồng thời từ đó mà ra thì quý vị thấy là khi mà cái gốc của mình mà tốt rồi thì cái da mặt của mình nó cũng tốt theo. Khi chúng ta quả tim nó vui rồi, nó rộn rã rồi thì cái khuôn mặt luôn luôn nở nụ cười. Trừ chị Đào và anh Trung. buồn giàu vì chủ đất đòi tiền nhà, buồn giàu vì khách quấy rầy, nhưng mà vẫn phải cười. Nhưng mà quý vị mà đài xài tế bào gốc là không bao giờ phải cười cái kiểu anh Trung mà chỉ đào hết, là lúc nào cũng tươi một cách thoải mái. Nhất là trong cái chuyến đi Las Vegas này mà quý vị may mắn trúng đó, rồi lại thêm sổ số mà do công ty sẽ hỗ trợ vào trong cái sinh hoạt này. Trong cái vé máy bay đó anh Minh Trung, đó là Rachel sẽ có hai cái phong bì màu đỏ nhỏ nhỏ cho kèm theo những quý vị nào đã được trúng hai cái vé máy bay, để mà nó gọi là tiền lucky money, để tiền để cho một khởi ban đầu đi vào trong cái chuyến đi của Las Vegas. Thì công ty đã có chuẩn bị hai cái bao thơ đỏ đỏ mà nhỏ nhỏ để lucky money, để quý vị có cơ hội để đi chơi vui mà cũng có cơ hội mình thắng những cái gì. Có thế thôi à? Tôi tưởng là mỗi người mà đến mua sản phẩm tại Angel Beauty thì có một bao cũng có, đỏ đỏ chứ. Cũng có những cái phần khác nữa mà công ty đã để dành. Đây là một cái với những cái phần mà cơ hội mà quý vị cũng có thể trúng chiếc số bằng một cái lottery khác, thì công ty cũng đang có dành những cái bao thơ đỏ đỏ khác cho những quý vị nào tham dự. Thì trong một cái buổi hội thảo này mà Rachel Gack cảm thấy là mình rất là excited đó, là công ty đưa ra quá nhiều cái promotion. Tại vì trong cái mùa này là cái mùa graduation, mùa ra trường của các em, mùa đá ban và nhiều cái mùa khác going on. Thì nhân dịp này công ty cũng đưa ra nhiều cái promotion khác nhau cho dòng ngày Chủ nhật này. Bên cạnh đó, khi quý vị đến tham dự buổi hội thảo, quý vị cũng có cơ hội được ngắm, được xem, được ngửi, được touch những cái viên stem cell tế bào gốc, được xoa, được ngửi những cái mùi thơm thơm của viên stem cell tế bào gốc. Đó là đặc nét của viên stem cell tế bào gốc. Khi nói hâm mộ quá. Minh Trung nghe mà Minh Trung thấy còn thích. Chắc bữa đó Minh Trung phải vắng mặt quá để giả dạng khách hàng vô để kiếm cái ticket để mà đi Las Vegas với lại được mấy cái phong bì của công ty. Trước khi thay đổi không khí trong cái chương trình talk show để giới thiệu cái ngày sinh hoạt này một chút đấy, thì chúng tôi vẽ ra một cái hình ảnh. Hãy cứ thử tưởng tượng sau ngày Chủ nhật 22 tháng 6 này tại Angel, quý vị đến mua sản phẩm thì quý vị được có một cái vé số chẳng hạn, mà ngày hôm sau báo San Jose Mercury loan tin là một người Việt Nam đã trúng được số, và hình ảnh của anh Minh Trung và chị Đào đứng cạnh cái người khách đến tham dự đó cầm cái vé số mấy chục triệu lô tô, thì nó là một cái, phải nói rằng một cái rất là niềm vui cho cửa hàng và cho công ty luôn hả anh? Dạ. Không phải, chỉ không phải niềm vui, nó là quả bom. cái niềm vui mà Rachel thấy nó bên cạnh đó, ngoài ra những cái giới thiệu sản phẩm và giới thiệu cửa hàng của công ty và bà Angel Beauty, là mình còn có những cái niềm vui entertainment. Không biết là anh Vũ Trung hay chị Đào nghe anh chị là biết hát, thành thử ra đây là một những cái
cái câu hát mờ mọc cho đến ngày Chủ nhật, hình thử em không biết anh Trung sẽ đề nghị hai anh chị làm như thế nào ngay bây giờ. Kinh lắm. Có thể Rachel không có để ý, nhưng mà tôi có theo dõi anh Trung ở trên truyền hình ở dưới vùng San Jose, thì anh lên truyền hình anh rất nhẹ nhàng làm việc thiện, xong rồi anh ca nữa chứ. Thành thử ra bây giờ tôi nghĩ rằng trong một cái bài ca vọng cổ nào đó anh Trung, mà nó có chữ cảm tạ khách hàng này kia, hay là cái gì giống như trân trọng ghi ơn, hay là kể cả công cha nghĩa mẹ cái gì đó, anh Trung vậy chứ không biết là anh chị có phối hợp được hát không ạ? Anh Vũ Trung cũng như chị Lan Trò là bốn cái ngày hội thảo hôm đó của mình có cái chương trình nhỏ nhỏ như vậy, hay là anh Vũ Trung với là chị Lan Trò muốn em gửi một ít tiếng hát đến quý khán giả bây giờ vậy? Mình muốn gửi một ít tiếng hát ngay bây giờ, anh đang tới ngày hội thảo mình sẽ tiếp tục đó anh. Và nếu được thì cho chị Đào xong ca với anh, hay là chị anh hát trước, hay là chị hát trước ngay bây giờ để thính giả có những cái cảm hứng và có cái sự năng động sẽ chạy tới ngày Chủ nhật á anh. Đúng rồi, phải nghe cho nó đã. Dạ cảm ơn sự hữu ái của anh Vũ Trung cũng như chị Anh Trầu. Thì Minh Trung cũng không có mà không đáp lại cái thông tình của anh và chị cũng như quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sống Vui cũng như 1430 ở San Jose. Thì Minh Trung xin gửi một câu vọng cổ coi như là đáp lại cái tâm tình. Còn ngày hôm đó thì chúng ta sẽ, Minh Trung sẽ cố gắng để mà có một cái chương trình nho nhỏ để mà cho bà con cũng như là cái buổi hội thảo hôm đó nó thêm rộn rã. Wow. Trước khi Minh Trung gửi câu vọng cổ để gửi lại tâm tình của anh và chị cũng như là quý khán giả, thì Minh Trung xin nhắc lại rõ ràng một lần nữa là cái ngày hôm đó, cái giờ của đá banh đó nó sẽ xong trước khi cái giờ sổ số ở tại Angel BD, cho nên quý vị đừng có sợ cũng như đừng có lo khi mua những cái tên treo mà quý vị có tích cực trong tay. Tại tới 2 giờ chiều chúng ta mới xong lần, cho nên lúc đó thì là chương trình đá banh đã xong rồi. Dạ, thì quý vị hãy nhanh mua càng nhiều thì cơ hội càng cao để trúng được 2 cái vé đi du lịch Las Vegas. Và bây giờ Minh Trung xin mạn phép gửi đến một câu vọng cổ để tặng đến cũng như đáp lại cái thâm tình của anh Vũ Trung và chị Linh Trò và quý đài và quý khán giả đang lắng nghe đài. Anh Trung hát xong thì chị Bích Hà đó ở Sống Vui Radio sẽ hát Quan Họ Bắc Ninh. Xong rồi chị Bích Hà hát Quan Họ Bắc Ninh xong rồi chị Đào sẽ hát một câu giống như anh Trung ra mà Nhật mà ra đấu thì có phải có Costa Rica ra đấu tiếp chứ, rồi hai người mới chạy chung cuộc rồi người ta mới đến đông chứ. Xin mời anh. Dạ. Xin lỗi là Minh Trung ca, thì bây giờ đây là một cái sự niềm vui nhỏ cho nên nó không có cái tiếng đờn. Thì cái vọng ca không thì nó hơi khô khan, mong rằng quý khán giả lắng nghe cũng thông cảm cho, vì đây không phải là một cái chương trình văn nghệ. Minh Trung xin mạn phép được ca một câu vọng cổ. Uống nước, uống nước, uống nước. Nằm trong cái một cái bài vọng cổ được mang tên là Tâm Sự Thành Cát Tư Hãn. Giữ ạ. Nè, Biển Đông ạ. Nè. Xin mời anh nào uống nước. Tâm Du hãy nổi trung lên, hãy nổi trung lên, thúc giục lòng quân trà đã biến kinh sang thành bình địa. Rồi lát nữa đây ngai vàng kim chúa sẽ bị dùi chôn sụp đổ vô tàn. Tàn. Wow. Anh bác ngày xưa nay đoàn nghĩa thiên bằng, chỉ còn lại đêm nay lần cuối cùng tâm sự, rồi mai giữa chiến trường các buổi mù bay, bác bản chiến bao ta thề quyết tử sanh, xin chớ trách sao không tỏ tình quý đệ. Vì nợ núi sông ta phải tròn trách nhiệm, thì giữa ta và ngươi không thể có hai người.
Wow. Nén hương này đột tiện đưa vinh rồi để sẽ lên đường chiến đấu nơi phía trời xa tung bình sông nước dù ở nơi đâu lòng không nao núng thầy biết không lưu dấu là nơi nào đường đi chưa đến tiếc mọc chân này vẫn chưa chịu hồi binh. Wow. Quá. Đúng là chương trình sống vui. Rất là khí thế thưa anh, rất là khí thế. Nổi trống lên dạ. Anh giống như là cái tên xe của chúng ta bị những cái sóng gió qua vậy, nhưng mà vẫn hiên ngang tiến bước không có chịu lùi. Dạ. Thì giữa ta và ngươi là chỉ có một tác phẩm thưa anh. Không thể có hai người phải không ạ? Không thể có hai người. Anh Trung, bây giờ anh làm ơn anh mời bà xã một ly nước đi, xong rồi anh chuyển cái telephone lại. Đã có chồng hát thì vợ phải ca. Các cụ mình nói như vậy. Bây giờ Minh Trung xin chuyển cái con cho bà xã nói vài lời với lại khán giả cũng như là gửi lời chào tạm biệt thì theo như Trung biết thì cũng tắt hết giờ. Dạ không sao đâu, hôm nay dành mọi ưu tiên cho anh chị. Xin mời anh, dạ xin mời chị. Dạ, em chào nè anh Vũ Trung. Thì em chào nghĩ là có ông xã có anh chào hát là được rồi, rất là hay, rất là khí thế. Em chào nghĩ là quý khách chắc cũng rất là vui. Và tại vì trong một tuần này là em chào bán tem treo là có được sổ số, thấy là khách rất là vui và ai cũng thích là ghi số, nhất là ngày hôm qua anh Vũ Trung biết không thì hình như là ai cũng phải ghi đến nỗi mà mỗi tay cũng ghi. Thì anh chào nói thì cứ mua nhiều, tại trước cũng mua sau cũng mua, thì mình nên mua bây giờ để mà mình có nhiều quà vào ngày đó, và mình có thắc mắc gì thì mình cũng vào ngày đó để mà mình biết thêm nhiều thêm. Tại vì nếu mà nói anh chờ biết thì anh chờ biết rất là nhiều cái fan sale này, là rất là nhiều quý khách đến uống là work, phải nói là rất là work, không phải là do anh chờ nói mà anh chờ thấy rất là work, cho nên anh chờ rất là thích cái sản phẩm này. Cứ là mặc ai nói gì nên anh chờ cũng vẫn phải bán hoài, nhất định phải bán, nhất là anh chờ mỗi ngày cũng phải uống cái này một viên. Và đặc biệt nữa đó là anh Vũ Trung, là anh chờ thấy cái bộ tem sale tứ quý tế đồ da là nó giá 365 đồng, nhưng mà bây giờ sale chỉ có 200 đồng thôi, rất là rẻ. Ở trong đó có 4 thứ được, thì nào là có serum, rồi có kem, rồi kem dưỡng mắt, có rửa mặt, có nhất là những cái da mà trẻ mà rửa bị mụn nhiều thì dùng cái sản phẩm này rất là hay, bởi vì nó không có cái hóa chất nhiều. Và anh chờ rất mong là nhiều quý khách là nên là đến là tiệm anh chờ, bởi vì cái tiệm anh chờ bán mỹ phẩm nhưng mà thấy quý khách là rất là nhiều người thích về cái sản phẩm tem sale này. Phải nói là anh chờ nửa năm trước thì rất là nhiều quý khách mà mua sản phẩm tem sale này. Và anh chờ mong rằng là tất cả quý khách hãy trở lại để mà được cùng chia sẻ với ngày đó là có chị Dây Chờ và Vũ Trung. Rồi chia sẻ với những nhiều quý khách là rất là nhiều chứng bệnh mà người ta work đó, và có nhiều quà nữa. Anh chờ mong rằng quý khách nên đến mua cái sản phẩm tem sale này. Và anh chờ xin kính chào anh Vũ Trung và chị Dây Chờ. Nhường lại thì trong xã và khôn, phải công nhận chị Đào này, ông Minh Trung này, ông lấy được bà vợ quá khôn rồi chị Hà ha. Mặc ai nói ngà nói nghiêng, mỗi ngày ta cứ một viên uống liền. Mỗi ngày một viên bệnh tật tư liền. Hai lần một ngày má hồng da trắng. Công nhận nó chưa thấy người phụ nữ nó khôn này. Cái gì có ông xã đi đầu hết, mà không biết là tiền nong thì chỉ có đưa được. Nhưng mà sao Minh Trung uống hoài, sức hoài đang theo mà sao hỏng trắng. Quý vị muốn biết tại sao mà anh Minh Trung mà sức stem gel tế bào da hoài mà không trắng, Chủ nhật này tới là biết liền. Mà nó càng đen thêm nữa. Càng đen, càng đen, càng đen, càng đen. Nói đùa tí cho vui. Chứ thật sự ra thì cái sản phẩm nó rất là good. Minh Trung thì không có sức kem, nhưng mà Minh Trung có dùng cái riêng. Thì Minh Trung ngủ được và ăn được và cảm thấy nó thoải mái trong khi mọi lúc dùng. Thì mong rằng quý bà con, cô bác ngày hôm đó cũng như là
lúc nào cũng vậy chứ không phải chỉ làm việc cái ngày 22 tháng 6 này. Đúng lý anh Minh Trung phải nói thêm là anh nhờ anh uống in stem gel tế bào gốc, cái hơi, cái làn hơi của anh nó dài hơn và nó rung. Nó... Nhưng mà anh Minh Trung không có dùng kem thì làm sao mà da trắng được? Phải dùng kem thì da mới trắng. Tại vì và tại vì anh Trung là người nửa này nửa kia. Anh Trung á, anh Trung là có người bố là Mỹ ạ. Dạ, và mẹ là Việt Nam. Thành thử là trắng sẵn rồi. Không ạ. À, theo như cái tiếng hôm nay người ta gọi là bị ba rọi đó. À, xin hẹn quý vị cuối tuần vào ngày Chủ nhật lúc 11 giờ trưa. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn chị Đào và anh Trung. Cảm ơn các anh chị. Dạ. Còn buổi trưa mai sẽ đến đâu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM. Mọi chi tiết về thương vụ quảng cáo, xin liên lạc 1-800-785-8077, 1-800-785-8077. Quý thính giả muốn nghe lại chương trình này xin vào website sóngvuiradio.com, sóngvuiradio.com. Vào lúc 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa Chủ nhật 22 tháng 6, công ty Stem Cell Tế bào gốc, Stem Cell Tế bào da sẽ tổ chức buổi hội thảo tại tiệm Angel Beauty trong khu Grand Century Mall đường Story để giúp quý đồng hương tìm hiểu về hai sản phẩm nổi tiếng tăng cường sức khỏe, hiệu quả và làm đẹp làn da nhanh chóng. Stem Cell Tế bào gốc, mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền và serum Stem Cell Tế bào da, hai lần một ngày má hồng da trắng. Tham dự hội thảo, quý vị sẽ được nhận hàng mẫu serum stem cell tế bào da và cơ hội trúng xổ số rút thăm vào đúng 1 giờ trưa cùng ngày với hai vé máy bay đi chơi Las Vegas. Chi tiết về ngày hội thảo này, Chủ nhật 22 tháng 6 tại Angel Beauty trong khu Grand Century Mall đường Story. Xin quý vị liên lạc 1-855-617-4074, 855-617-4074 hoặc vào trang nhà www.tìmlaituổixuan.com, tìmlaituổixuan.com. Tại tôi bị sạn mật mà mổ rồi, nhưng mà uống cái này vô thấy nó ngủ được, có kết quả tốt lắm á. Nếu mà người nào mà yếu sức ra nên uống, công nhận da đẹp, da dẻ rất đẹp, căng dữ lắm. Nếu có ai hỏi gì đó, tôi số điện thoại tôi nói giúp cho công ty, không có việc gì đâu, cái nào tốt được thì mình cũng giúp đỡ cho những người khác. Hôm tôi đi nghe quảng cáo là đi tham khảo ngay chỗ Người Việt phải không? Dạ. Báo Người Việt, tôi có lại đó để mà nghe. Thì nghe bác sĩ trình bày, thì tôi uống thử trong vòng một tháng tôi thấy khỏe. Thành ra tôi trở lại để mà mua thuốc thêm tôi uống. Mắt em á, em có mấy mỏ là mình thấy nó cũng uống cái đó vô. Mình cảm thấy là cái thuốc này nó ok đối với em, không? Nó hợp với em, không? Nó rất là hợp với em, thành ra... Khi nói vấn đề sinh lý thì ai cũng ngại nói đó. Mình đâu có gì đâu ngại đâu. Ngày đầu tiên á, thì em thấy nó cũng bình thường ha. Sau một tuần lễ thì mình thấy nó ok. Tại vì mình uống cái mình xài, mình biết anh đúng. Khi người ta đâu uống thì người ta đâu có biết đâu. Hàng tháng đọc Nguyệt San Phụ Nữ Gia Đình, quảng cáo hữu hiệu, bài vở hữu ích, muốn có thêm khả năng lý giải và ứng xử nhiều tình huống trong cuộc sống, muốn thưởng thức hương vị của tình yêu, tình vợ chồng, tình gia đình, tình người, muốn trở thành người phụ nữ duyên dáng, thanh lịch, hiểu biết, muốn cập nhật thời sự xã hội xung quanh mình, chuyện gì xảy ra, hãy tìm đọc Nguyệt San Phụ Nữ Gia Đình, tạp chí chuyên đề xã hội dành cho bạn gái mọi lứa tuổi, là mỹ phẩm hiệu nghiệm nhất làm tăng thêm vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình của quý chị. Quảng cáo và mua báo dài hạn xin gọi 714-657-9970, 714-657-9970. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose
và tại Orange County trên làn sóng 106.3 FM. Và sau đây là chương trình Ca Dao Tục Ngữ do Bùi Bích Hà phụ trách. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Sống Vui. Để liên lạc với Sống Vui, quý vị có số điện thoại là 1-800-785-8017. Tiếng nhạc là lời dẫn cho chương trình Ca Dao Tục Ngữ. Phần tin tức ngày hôm nay có phần ngắn hơn bình thường là bởi vì có những chương trình đặc biệt xen vào. Như quý vị đã biết, đã có cái bài hát mà Thành Cát Tư Hãn do tiếng ngâm của anh Minh Trung, giọng hát không có chuyên nghiệp nhưng mà giọng hát thật là chi tiết, rất là khí thế. Bây giờ đến phiên chị Hà là chị sẽ hát lại bài Quan Họ để đáp trả anh Minh Trung và chị Đào ở Angel Beauty. Thưa quý thính giả, nếu mà quý thính giả nghe cái chương trình hôm nay của Sống Vui ở trên miền Bắc California, thì thưa quý vị biết cho là bởi vì anh Trung anh làm về tiếp thị, thế cho nên là khi mà cái gì mà nó đóng góp thêm sự hào hứng cho một cái biến cố nào đó về thương vụ thì anh không ngần ngại. Cho nên là quý vị sẽ không trách là sao mà anh Trung nói cái điều không có thật, là bởi vì Bùi Bích Hà làm sao mà hát Quan Họ được. Tuy rằng là quê ngoại là Bắc Ninh, mẹ là con gái Kinh Bắc, đúng vậy. Mẹ tôi ngâm Sa Mạc rất là hay anh Trung. Cụ thì không có cơ hội hát Quan Họ kể từ ngày lấy chồng. Thế nhưng mà cái giọng ngâm của mẹ tôi ở cái tuổi 60 mấy đấy, mà nếu mà anh ở xa anh không nhìn thấy cụ đó thì anh không biết là cái giọng ngâm của một người trên 60 tuổi, phải nói là chừng ngoài 30 tuổi thôi, giọng ngâm rất là trong. Mà mẹ tôi chỉ có hát Sa Mạc thôi. Thì vâng, thưa quý thính giả, Huy Tường của chúng tôi thì vẫn được nổi tiếng là cái người chậm rãi, thong thả. Có chắc không thì chúng tôi chưa biết, nhưng mà rất là chậm rãi và thong thả. Đáng lẽ phải dùng cái nhạc mở đầu này để mà mở gây cảm hứng cho anh Minh Trung hồi nãy phải không? Thì lại để cho anh hát chay mà không có một tí đài tiếng đàn của cổ nhạc Việt Nam vào đấy. Sao em nhớ, nếu mà có thì phải ủng hộ tinh thần bạn mình nha. Thì hôm nay thì không biết là anh Trung, Huy Tường trong phòng vi âm và có cả radio nữa, dư âm của buổi nói chuyện vừa rồi về Sam Gell ở San Jose ngày Chủ nhật 22 tháng 6 này có cảm hứng gì không? Có học được câu ca dao tiếng Việt nào không? Hay là ca dao tiếng Mỹ không? Xin mời. Anh Huy Tường và radio ưu tiên. Cảm ơn anh Trung. Tôi hỏi, tức là tôi đã có câu trả lời trong đầu rồi. Rachel chắc là ca dao tục ngữ chắc quên hết rồi phải không? Mỹ, ca dao tục ngữ Mỹ thôi chứ không có. Trả cho Stem dao hết rồi. Đã, có cái câu rất bình thường là con cóc là cậu ông trời đấy chị. Vậy. Thì cái câu này là đây là một câu ca dao. Nó biểu thị cho cái điều gì chị? Thế anh, thực sự mà nếu mà nói về nguồn gốc câu này thì chúng tôi cũng không được biết. Con cóc là cậu ông trời hay ai đánh nó thì trời đánh cho. Cái câu nguyên văn là câu đồng dao anh ạ, ở trẻ con hay hát như thế. Thành ra mình không biết là nguyên nhân từ đâu mà có cái con cóc là cậu ông trời. Mà nói rằng bởi khi nào mà con cóc nó nghiến răng đấy anh, thì đó là cái điềm báo sắp có mưa dông. Thế cho nên là người ta nghĩ rằng khi mà con cóc nó có quyền mà hô phong hoán vũ như vậy, thì nó phải có quyền trên tạo hóa nữa, cho nên là con cóc là cậu ông trời. Thì có lẽ là từ cái huyền thoại như thế này thôi. Chị vâng. Nói cũng phần chính xác, để xin gợi lại một ý vài ý chính để... Từ đây chị gợi nhớ lại chị tại sao nó có câu con cóc là cậu ông trời. Dạ. Cái chuyện thuyết truyền thuyết nói rằng là ngày xưa con cóc á, vốn nó là một con vật nó sần sùi, nó xấu xí. Nhưng cái riêng con cóc nó lại nổi tiếng là ở giữa muôn loài đó. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó lại rất là gan dạ. Người ta nói là gan cóc tía. Vâng. Gan cóc tía là từ đó nó có cái câu tại sao nó là gan cóc tía. Rồi có một cái đoạn nữa viết về con cóc á, là khi mà Ngọc Hoàng mà nghe nói đến cóc á, thì cóc á, nó có những cái câu chuyện tích như sau là con cóc á, nó gặp con cọp đang nằm phơi bụng thở thoi thóp, đây là truyền thuyết Việt Nam viết nhé, rồi nó đang gặp con gấu đang chảy mỡ ròng ròng và khát cháy họng, đang khát nước á, thì con cóc với rủ con gấu và con cọp đi kiện ông trời. Cho nên có thể là từ đây mà nó ra con cóc là cậu ông trời. Thì nó đi kiện ông trời. Nhưng mà con cọp thì sợ ông trời. Cọp còn lưỡng lự. Con gấu thì lại sợ hơn. Nó gạt đi, nó nói là anh cóc này á, nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó có lý lắm. Điều đó có thể lại cho thấy là gấu cũng sợ cóc luôn. Rồi anh cóc lại bàn với cọp, chẳng lẽ là mày với tao, mày là cọp tao là gấu, mà mình cứ nằm đây là đợi chết khát hết cả ư? Thôi thì cóc mới nghiến răng. Cóc mới nghiến trời răng. Mưa. Khi nào cóc nghiến răng thì ông trời nghe thì ông trời mới mưa xuống. Đó, tức là từ cái tục lệ nó hệ cứ cóc mà nghiến răng là trời mưa. Cái điểm như vậy cũng như khi anh nó, thấy là trước đó nó còn một cái gì nữa đó, Huy Tường cũng quên này. Không,
Yeah. Góc độ ông trời thôi, ai đánh nó thì trời đánh cho. Nhưng mà từ cái gọi là cái điềm báo đó, nó có một cái tương ứng gì giữa cái khí hậu thời tiết với lại cái sự bén nhạy của con cóc, cho nên là hệ cóc mà nó nghiến răng là y như rằng là có mưa. Cũng như ta nói là nhà nào mà có cú mà đến trước cửa mà kêu đó thì nhà thế nào cũng sẽ có người qua đời. Nhiều cái triệu chứng lắm. Hay là nhà nào mà có chuột rúc đó anh Trung, đang tự nhiên mà chuột nó cứ rúc lên như vậy đó, thì là thế nào có tin vui. Mà cái điểm này tôi thấy rõ ràng trong nhà tôi, cái thời mà chúng ta cứ phải chờ mong bị viện trợ Hoa Kỳ gửi về sau 1975 đấy anh Trung. Thế khi nào mà nghe chuột nó rúc lại, nó cứ zzz, như mà một hai tối thôi là thế nào cũng có quà bên Mỹ về. Cái đó là chắc chắn 100%. Tôi đồng ý chị Hà, bởi vì thứ nhất tôi có 3 trường hợp nghe chuột rúc. Tiếng chuột rúc thứ nhất đây là mơ, thì có chương trình Tức Đất Tức Vàng với bà Aurora bảo trợ cho sống vui. Cũng là một đêm nằm mơ thứ hai nữa, nghe chuột rúc thì bác sĩ nhãn khoa Vương Linh Chi cũng trở thành khách hàng của Sống Vui. Mà mới đêm ngày hôm qua cũng lại nằm mơ nữa, đang ngồi hút thuốc mà nghe giống như giấc mơ, nghe chuột rúc nữa. Sáng nay có anh Minh Trung vô hát, đại diện ở cơ sở Angel. Tôi tưởng anh nói là anh phải mượn người khác để rút thăm hộ anh xem có được 2 cái vé đi Las Vegas không chứ. Cái câu hỏi của anh, cái câu đó nó nằm ở trong cái câu của Việt Nam. Nhất thì chuột túc trong nhà, thứ nhì đom đóm, thứ ba bông đèn. Dạ đúng rồi. Đó. Trở lại cái anh Tường nói cũng có phần chính, từ khi nhắc đến thì chỉ cái memory của anh nó chạy lại, thì chỉ biết con cọp, con gấu đã sợ con cọp rồi, thế bây giờ lại thêm những cái loài ong, loài cua, con cua đó, con cáo cũng đều sợ luôn. Thế khi mà nghe nói gặp trời đi thì con cóc nó mới nói rõ ràng như thế này, ông rằng này, các anh á, có nghe lệnh của tôi thì mới thắng được ông trời. Đó là xuất phát từ bắt đầu cái tích mà cái câu nó ra, các anh phải nghe lệnh tôi thì mới thắng được ông trời, nó ngoài thế đấy. Rồi cuối cùng thì tất cả con cua, con cóc, con gấu, con cọp đều răm rắp nghe lệnh con cóc. Cóc mới nhảy lên mặt trống, cái trống đó, bắt đầu cóc đánh 3 hồi ầm vang như sấm động. Và chính cái sấm động đó, như anh Huy Tường nói là sấm động đến lôi đến thiên đình, và thiên đình sợ quá mới nhả mưa xuống để cho muôn loài có nước mà uống, chẳng có con gấu nữa. Tôi sợ cái truyền thuyết này là made in Việt Nam mà dưới thời cộng sản đó, nói láo có nòi. Rachel thấy đó cô, trong cái chuyện mà hoàng thoại của Mỹ đó, Western side đó, giống như có là hoàng tử cóc. Hoàng tử cóc. Dạ, cũng có đó cô. Tại sao nó là như vậy nhỉ? Tại con cóc nó xấu xí. Không, bà hoàng tử cóc là bởi vì có một cái một bà phù thủy, bà muốn kiểu như là phù thủy luôn luôn là ác độc mà, thế cho nên là cũng muốn có cái hiềm thù gì đó với cái triều đại của cái vị vua nào đó theo truyền thuyết thôi, thì đã làm cho cái một người hoàng tử trở thành ra xấu xí như là một con cóc vậy, cho đến khi phải dùng một cái pháp thuật gì của bà đó thì hoàng tử mới trở thành ra là một cái người đẹp trai như thường lệ. Cũng từ những công chúa ngủ trong rừng đó, làm cho ngủ mê man không tỉnh được, cho đến khi mà có một chàng hoàng tử đẹp cúi xuống nghiêng hôn lên trán thì nàng mới tỉnh giấc, đã thành ra là Sleeping Beauty, phải không? Yeah. La Belle au Bois Dormant tiếng Pháp đó. Thì là rõ ràng cái là cái truyền thuyết thôi. Nhưng mà sao, tại sao là con cóc nó cũng phù hợp với những gì mà cô đang nói về con cóc? Tại sao là con cóc, không phải tại sao nó không phải là con gà, con chuột? Con cóc nó xấu quá. Nó xấu nhất, Mà nó nhỏ mà nó gần như nó không có cái gì mà người ta cũng nói là nó có khả năng tự vệ giống con nai vậy. Mà cái tiếng kêu nó cũng xấu xí nữa. Tiếng kêu nó tiếng ào uôm xấu xí lắm. Thế thì bây giờ lại đi tiếp cái chuyện này, cái tích này càng khui ra nó càng có lý chị Hà. Nếu không khui ra chúng ta quên mất. Con cóc đánh trống như thế thì Thượng Ngọc Hoàng đang ngủ trưa. Ngọc Hoàng nghe căng, nó lại đánh thêm mấy chầu trống nữa, Ngọc Hoàng tức quá. Và quý vị biết cái nhân vật Thiên Lôi ở trong cái truyền thuyết, cái chữ Thiên Lôi là gì? Thiên Lôi tức là một cái vị thần mà có khả năng làm sấm làm sét, làm dông làm tố, mà muôn loài hãi sợ. Thế thì Thiên Lôi là sấm sét đó, sấm sét trên trời đấy anh chứ. Trời với sai Thiên Lôi ra cũng giống như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó đấy, gói câu đó. ông Thiên Lôi với nhào ra, ông ấy khạc lửa, khạc mưa, khạc bão để huy động trị cái đám cóc này. Thế cuối cùng con cóc nó ghê lắm, nó chỉ thị ra từng con vật đang đứng ở xung quanh nó. Lập tức con ong á là bay vào chích vào mũi Thiên Lôi. Thôi cái này chuyện là chuyện của chuyện là nhi đồng chuyện của này giờ không có chế độ xã hội chủ tuần nghĩa sau. Dạ, tuần sau Huy Tường sẽ kể cái sự tích mà dĩa cơm nếp với lại bịch chôm chôm. Hay lắm.
Tại sao lại phải tuần sau? Em còn 3 phút nữa mà. Dạ không, cái chuyện này nó hơi dài chút xíu. Hơi dài. Bây giờ Thúy Tường có một cái câu hỏi thế này nè chị. Nhiều khi mình nghe trên radio, TV hoặc là mình nghe người ta nói đó, người ta dùng chữ, mình có những cái chữ như là liên lạc, liên hệ, liên quan, liên đới. Thì có nhiều người, thí dụ như bây giờ liên lạc, thí dụ như là liên hệ với số phone, với lại liên lạc với số phone của đài. Thì mình sử dụng cái chữ nào đúng hơn? Chữ liên lạc em ạ. Dạ, thì liên lạc. Liên thì... lạc. Thiết là một cái mối quan hệ liên lạc qua số phone bao nhiêu. Yeah, nhưng mà Huy Tường vẫn thấy có nhiều... Đó là cái dùng ở trong nước thôi, họ dùng cái đó không có đúng. Yeah. Chẳng hạn như là anh Trung nói đấy, ví dụ tôi nói là cái vấn đề mà đá bóng bây giờ đang giải World Cup đó, nó có liên hệ đến cái chết của 5 người vô tội. 5 người, gì anh Trung? Kenya. Vô tội. Hay là cái bóng World Cup ở Brazil năm nay, cũng như mọi năm, đều có liên hệ đến một cái câu chuyện mà gọi là các cô bán dâm đó. Bán dâm đi học tiếng Anh để mà chuẩn bị mà đón mời những chàng mà thua cuộc về nước. Chứ còn mà nếu mà chưa thua cuộc thì không dám đụng đến các cô. Đại khái như vậy. Liên hệ là như vậy. Chứ không phải là còn cái chữ em nói chữ liên gì nhỉ? Liên quan, liên đới. Liên quan thì có lẽ cũng là cái có một cái connection, có một cái mối. Em dùng chữ liên hệ đó thì là liên hệ máu mủ chẳng hạn. Quan hệ. Không, quan hệ lại khác nữa, quan hệ vợ chồng. Có tiếp giáp. Quan hệ đó. Yeah. Quan, quan là giác quan đó. Yeah. Quan hệ. Rồi thì cái gì nhỉ em nhỉ? Em dùng cái gì? Liên lạc. Liên đới yeah. là cùng với nhau, bởi vì đới là cái thắt lưng. Đới. Yeah. Thành ra liên đới tức là cứ cầm cái thắt lưng nhau đó. Em thấy khi mà mình đi chơi cái trò chơi gì mà anh Trung mà mình cần phải kéo nối cò. Vòng... không, nối vòng tay lớn đó, mình cứ tay người này nối người kia đó để làm thành một cái vòng tròn đó, liên đới là như vậy. Cái đoạn. Vâng, tích đoạn đó, nắm thắt lưng của nhau đó. Đó là liên đới. Thực sự ra người mình bị lẫn lộn là bởi vì mình không có rõ. Ở trong nước họ dùng cái chữ liên hệ rất là bừa bãi anh Trung ạ. Dạ. Vâng. Không có rõ cái nghĩa của cái chữ Hán. Chữ liên hệ hay liên lạc á, nó từ chữ Hán mà ra. Vâng, đúng ạ. Giống như chúng ta hay lẫn lộn là hiệp chủng quốc, xong rồi hợp chủng quốc. Vâng. Liên hiệp quốc, liên hợp quốc. Cái chữ hợp với chữ hiệp á, nhiều người lẫn lộn là nó là một với nhau. Nhưng mà thực sự ra chữ hiệp và chữ hợp á, nó viết theo kiểu tiếng Hán nó khác nhau. Có thể viết khác nhau tôi không biết. Nhưng mà tiếng Việt Nam mình thì hiệp với hợp đó là tiếng địa phương. Ví dụ người Bắc mình thì cứ hay nói là liên hợp quốc, trong khi người Nam hay người Trung nói một cách phổ thông hơn là gọi liên hiệp quốc, ví dụ như vậy đó. Chẳng hạn như là bên Công giáo họ nói là hiệp thông, không có nói là hợp thông. Hợp thông. Hiệp là cùng với nhau, hiệp là cùng với nhau. Còn hợp là hòa hợp. Nên nói về ca dao thì có rất nhiều những câu đơn giản như ba que, sỏ lá, bun tàu, bán tần và nhiều nhiều nữa. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình ca dao vào mỗi ngày thứ sáu, phụ trách bởi chị Bùi Bích Hà. Trong đó có những tiếng đệm và tiếng thêm. Và lần sau mời quý vị theo dõi ý tưởng của Huy Tường là gói xôi và chôm chôm. Chôm chôm. Cảm ơn quý thính giả. Và anh Trung. Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi Sông Vui và liên lạc điện thoại 1-800-785-8077 và email là songvuiradio@gmail.com. Quý vị ở miền Bắc California nhớ chuẩn bị tinh thần để đi dự cái cuộc hội thảo của Stem Cell. Vâng, tại Angel Beauty. Trong khu Grand Century Mall.